Thưa các bạn, tôi đang có mặt trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Tại vị trí tôi đang đứng là điểm dừng khẩn cấp ở km 383 thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thưa các bạn, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải đã có đơn trình báo khẩn cấp đến cơ quan chức năng về việc nghi có đối tượng xấu đã đổ hóa chất lên mặt đường, khiến mặt đường cao tốc tại khu vực này từ km 282 đến km 284 khiến cho mặt đường đã bị hư hỏng. Hiện phía doanh nghiệp này đã có đơn trình báo khẩn cấp đến cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa cũng như Bộ Giao thông Vận tải để sớm xác minh, điều tra và làm rõ sự việc.